tiên là cho Hải xin được thay mặt mấy anh em ở đây, các người bạn cũng như là những người anh cũng như là có những người thầy của Tấn Tài nữa, thì gửi lời chào cũng như là lời chúc sức khỏe tới đầu tiên là tới gia đình Văn Viên họ, cho đến tất cả mọi người đang có mặt tại buổi đám cưới ngày hôm nay của Tài cùng và Hiếu. Thì hôm nay Hải cũng như là mấy anh em rất là vui khi được đến đây và gửi lời chúc hạnh phúc tới Tài cũng như là cô dâu, cũng như là được gặp tất cả mọi người. Chia sẻ về Tài thì đầu tiên là Tài cũng là một người em của Hải cũng như là một người bạn của những anh em ở đây, thì là một người đầu tiên là vui tính, thứ hai là cũng cái gì cũng hay cả. Và hát cũng hay lắm nhưng mà chưa thấy hát bài nào. Và hy vọng là đầu tiên là thay mặt anh em chúc cho Tài và Hiếu trăm năm hạnh phúc. Và chúng ta có một bé trai rồi thì sắp tới là sẽ có thêm một bé gái nữa và có thêm nhiều bé nữa để cho gia đình luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Và cảm ơn tất cả mọi người.